Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như các dân tộc khác, người Si La có rất nhiều nghi thức lễ hội. Những nghi thức lễ hội đó được diễn ra ngay trong đời sống sinh hoạt của người dân, phản ánh hiện thực cuộc sống, bản sắc riêng của dân tộc. Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ độc đáo truyền tải những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và những quan điểm sống của đồng bào Si La. Lễ mừng cơm mới là nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa tích cực và là một phần quan trọng trong ý thức của đồng bào Si La. Lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La thường được tổ chức từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 âm lịch, là thời gian vụ lúa mùa bắt đầu chín. Theo quan niệm của người Si La, trong suốt quá trình sản xuất của gia đình và dòng họ luôn có sự che chở của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì vậy, khi con cháu trong dòng họ dùng những nông sản đó, không được quên ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người lớp trước đã truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất và luôn phù hộ che chở, bảo vệ sức khỏe và mùa màng cho con cháu. Người Si La sẽ lấy những hạt lúa chín đầu tiên của vụ mùa về cúng tổ tiên trước khi thu hoạch. Năm nay, lễ mừng cơm mới của người Si La bản Nậm Xin, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé được Ban dân tộc tỉnh phối hợp với chính quyền xã cùng người dân tổ chức tái hiện toàn bộ nghi lễ nhằm bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo này. Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ truyền thống đặc trưng của người Si La. Họ không chỉ tổ chức tại từng gia đình của từng dòng họ riêng mà còn quây quần cả bản, cả thầy mo cùng tổ chức cúng cho cả bản. Lễ vật là những đồ ăn thức uống quen thuộc trong đời sống hàng ngày được bà con chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Trong đó, cơm nấu bằng gạo mới gói cẩn thận trong lá chuối, một nắm bông lúa cùng với một con sóc, một con cua, một con cá đã được chế biến, gói vào lá chuối, hấp chín, bày lên mâm cúng. Mâm cúng còn đặt thêm bát nước trắng và một ống tre cao 15cm, có đường kính miệng khoảng 8cm. Bên trong ống có men rượu, trên viện miệng phủ lá chuối và cắm ba que tre tượng trưng cho bình rượu cần. Ba tháng tìm con sóc có rồi, con cua, con cá có rồi, một giáp 13 ngày cũng đến rồi, một năm 12 tháng cũng đến rồi, anh em xa gần cũng về đây đông đủ, kính mời ông bà tổ tiên cùng nhau về hưởng thụ và ban cho con cháu sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lời cúng được lặp đi lặp lại 9 lần. Sau mỗi lần khấn, thầy mo phụ sẽ múc 3 thìa nước đổ vào ống tre, tượng trưng cho nghi thức mời rượu. Một năm ấy có một lần lúa chín xong là mình lấy về cái tổ tiên của các cụ già truyền lại cho con cháu, xong tất cả đầy đủ. 3 tháng mình không ăn, không uống mà để phở xong mà về đủ, đầy đủ xong mới cúng. Đấy, nói như thế mà cũng đầu tiên đấy, sau mới là 3 tháng thì đi kiếm cua cá, 3 tháng thì đi kiếm sóc đấy, xong đến mùa thu sau mới cho bố mẹ ăn đấy, cho các cụ, sau là khi về ăn thì các cụ già, người nào già nhất, cao tuổi nhất thì người đấy về ăn trước. Trong ngày làm lễ, ngay từ sáng sớm, tất cả các gia đình trong bản tổ chức quét dọn vệ sinh quanh làng bản, dọn nhà cửa, rửa sạch bát đũa, lau chùi các đồ dùng sinh hoạt trong nhà và sửa sang nơi thờ cúng. Vì người Si La quan niệm rằng khi tổ tiên ông bà thế giới bên kia đến hưởng thụ đồ lễ mà thấy nhà cửa, đồ dùng không vệ sinh sạch sẽ khiến tổ tiên không thích và sẽ không phù hộ bảo vệ mùa màng nữa. Đối với các đồ cúng chính, thịt sóc phải được những người đàn ông trong gia đình chuẩn bị từ 3 tháng trước đem về sấy khô để dành đến ngày làm lễ. Cua cá được phụ nữ ra suối bắt từ hôm trước, họ chọn những con cua to béo để chế biến lễ vật. Đồ cúng phải có đủ thực phẩm dưới sông suối và trên nương, trên rừng, và điều đặc biệt không thể thiếu là cơm nấu bằng gạo mới. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, chiều tối trưởng dòng họ bắt đầu nấu cơm mới và chế biến các đồ lễ bày lên mâm cúng. Khi mặt trời lặn hẳn, gia chủ tiến hành lễ cúng mời tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã khuất về hưởng đồ lễ cơm mới. Bởi theo quan niệm của người Si La, khi mặt trời lặn, ông bà mới có thể về bên con cháu. Lễ vật được gia chủ mang vào nhà, đặt cạnh một bếp lửa bên giường của gia chủ. Bếp được làm
cạnh một cột chính của nhà, là nơi giữ lửa ấm cho cả họ, bảo vệ che chở cho mọi người, là nơi chủ hộ sưởi ấm và hút thuốc. Đối với lễ cúng chung của bản thì cần một thầy mo phụ, còn tại gia đình trường họ khi cúng phải có một người con trai ngồi cạnh để mời rượu ông bà tổ tiên. Dân tộc Sina thì chuẩn bị cúng cơm mới, thì chuẩn bị trước sóc xong là đến ngày làm lý, đến ngày làm lý thì đi bắt cá cua xong làm cúng cho bà thở, cúng cho bàn thờ cho ông già, cho ông già ăn. Thì lý thì nếu một mình bố mất thì một con sóc, một con cá, một con cua. Nếu cả bố cả mẹ mất thì hai con cua, hai con cá, hai con sóc, như là bông lúa, với là mấy cái với mấy củ mài người trồng đấy. Đấy, thuần thục thì chỉ chuẩn bị như thế. Cuộc sống của người dân tộc Sia La gắn chặt với núi rừng, điều kiện canh tác khó khăn. Đồng bào Sia La luôn mơ ước về sự no đủ. Chính vì vậy, lễ mừng cơm mới được cộng đồng người Sia La trân trọng gìn giữ từ đời này sang đời khác, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no sung túc. Lễ mừng cơm mới của dân tộc ít người nhất miền Bắc, ngoại nghĩa tín ngưỡng, còn là dịp để các dòng họ tưởng nhớ người đã khuất, để anh em họ hàng hội tụ, biểu thị sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. Lễ cơm mới của bản phong tục của dân tộc Sia La ấy thì có cái cội nguồn truyền thống từ ngày xưa đến giờ. Thì nói chung là cứ vào ngày Dần tháng 9 hàng năm thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ cơm mới. Nghĩa là theo cái dòng họ, báo cáo anh là nói chung là dòng họ thì chủ bản thờ thì một là con trai đầu thì người ta cúng. Khi cúng xong, các gia đình sẽ cùng nhau ăn mừng lúa mới. Người Sia La rất coi trọng lễ mừng cơm mới nên các dòng họ thường tổ chức rất chu đáo. Đồng bào cùng nhau tưng bừng nhảy múa các bài hát dân ca truyền thống, trò chơi dân gian của dân tộc mình. Các điệu hát và tiếng sáo, tiếng đàn vang lên khắp núi rừng mỗi lần mỗi mùa lễ báo hiệu một mùa bội thu an lành, no ấm. Không khí rộn rã trong tiếng nói cười và những lời chúc tụng nhau, mọi người ai cũng vui mừng trước thành quả của một vụ mùa bội thu và tin tưởng rằng rồi đây cuộc sống của họ sẽ còn rất nhiều cuộc vui như thế. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ năm 2013 đến năm 2018, huyện Mường Nhé đã vận động thu hồi được hơn 2.100 vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ các loại. Tuy nhiên, tình trạng cất giấu vũ khí công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế trong các hộ dân vẫn còn phổ biến. Chính vì vậy, năm 2019, huyện Mường Nhé tiếp tục triển khai công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hạn chế tai nạn rủi ro cho người dân khi sử dụng các loại súng săn, súng tự chế, công cụ hỗ trợ. Huyện Mường Nhé có địa bàn rộng, trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự xã hội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật luôn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, do phần lớn các hộ dân là người dân tộc thiểu số với tập quán sử dụng các loại súng săn, súng tự chế từ lâu đời để săn bắn, bảo vệ mùa màng, nên công tác kiểm soát tình trạng sử dụng vũ khí tự chế trong nhân dân của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và triển khai vận động thu hồi giao nộp vũ khí. Mặt khác, chỉ đạo Công an các xã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng thôn bản, già làng, người uy tín trong cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, Công an huyện triển khai nghiêm túc kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Với chức năng là cơ quan thường trực thì chúng tôi tích cực tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã, rồi là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các xã để tiếp tục chỉ đạo các ban ngành của các xã cùng vào cuộc. Và từ giờ đến cuối năm thì sẽ
chỉ đạo, đặc biệt đối với lực lượng hiện tại chúng tôi đã phân công mỗi xã 3 đồng chí là công an chính quy xuống giúp cho xã để giải quyết cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như là trong cái công tác vận động nhân dân hiểu được cái vấn đề về tác hại của việc tàng trữ và sử dụng vũ khí vật liệu nổ, và vấn đề về săn bắn các cái loại thú rừng trong năm 2019 để làm sao mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ của ủy ban tỉnh cũng như là ban giám đốc giao cho. Từ tháng 3 năm 2019 đến nay, thực hiện kế hoạch số 240 của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé, các lực lượng đã phối hợp tổ chức triển khai vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tại địa bàn 3 xã, Trung Trải, Lang Xô Xìn và xã Nậm Vì. Đây là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại huyện Mường Nhé. Bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, thông tin tuyên truyền tại cơ sở qua các cuộc họp dân, thôn, bản, hộ gia đình để hiểu rõ tác hại cũng như quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Qua đó người dân hiểu và tự giác giao nộp cho các cơ quan chức năng. Lực lượng công an huyện tăng cường cơ sở, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lang Xô Xìn đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức họp dân, tuyên truyền đến từng bản, bố trí các lực lượng công an viên đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền để bà con hiểu rõ tác hại của các loại vũ khí tự chế. Ngoài ra, tại các xã khác, lực lượng công an huyện phối hợp với lực lượng biên phòng cũng mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp các loại vũ khí công cụ hỗ trợ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí tự chế, tích cực tham gia phát hiện và tố giác các loại tội phạm, nhất là những tổ chức và cá nhân sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ. Trong vấn đề phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là công an huyện trong vấn đề tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ hỗ trợ địa bàn, thì chúng tôi cũng đã làm rất tốt cái vai trò trách nhiệm của đồn biên phòng trong vấn đề quản lý an ninh trật tự ở địa bàn đồn phụ trách. Thì chúng tôi đã phối hợp với công an huyện và lực lượng tăng cường của P6 tham mưu cho chính quyền địa phương hai xã tổ chức hai cái cuộc họp mà ở địa phương, và trong đó thành phần là các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân quốc cũng như là các ban đoàn thể và trưởng phó các bản. Thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu là tổ chức tuyên truyền tại các điểm bản khu dân cư, chúng tôi tổ chức họp dân để tuyên truyền về luật cũng như là cái công cụ thu hồi công cụ hỗ trợ vũ khí vật liệu nổ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ nên cuộc vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đã đạt được kết quả tích cực. Trong 6 tháng qua tại 3 xã trọng điểm Trung Trải, Lang Xô Xìn, Nậm Vì, lực lượng chức năng đã tổ chức 22 buổi họp dân với gần 1.400 lượt người nghe tuyên truyền nội dung của luật số 14/2017 về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Nghị định 71/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, các thông tư, nghị định liên quan, đồng thời vận động nhân dân tự nguyện giao nộp gần 200 vũ khí vật liệu chế tạo vũ khí, kích cá, đồ chơi nguy hiểm, bẫy kiềng các loại, trong đó có 25 khẩu súng kíp, 24 khẩu súng hơi cồn, 18 súng đạn nhựa. Trước kia thì nó cũng nhân dân thì nó cũng sử dụng vật liệu nổ súng kíp nhiều, nhưng mà trong khi 2011-2013 về trở đến nay thì nó cũng dân thì nó cũng hạn chế sử dụng. Và cũng có một số hộ hiểu biết thì nó cũng tự nộp. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ huyện, thời gian tới Công an huyện Mường Nhé tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt với nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên trên các bản làng vùng cao huyện Mường Nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.